cái vàng. Đùi này cái gò má nó cao quá ha. Gò má nó phùng ra ngoài quá ha. Ba con khỉ gì vậy? Con này là con đùi ươi chứ không phải con khỉ. Đùi ươi. Có kinh công hay con gì vậy? Là kinh công đó. Đó. Kinh công nó có dữ không mà. Dữ chứ, con này thú dữ à. Con này nguy hiểm lắm à. Con kinh công nó có dài không ơi? Con này rất nguy hiểm à. Ba, ba. Hả? Ba, con kinh công nó có làm vậy không ạ? Có, nó làm giống. Đâu làm sao? Nó làm vậy đúng không? Đúng rồi đó. Nó phải làm vậy ba. Nó giận á, nó giận nó làm vậy đó. Chứng tỏ sức mạnh. Cấm được phá thú mua từ đâu cái trời nó qua đây đâu. Con sao cái da ngực nó dài dữ vậy ha? Con bên kia ta đang ngồi nghỉ kìa. Chắc là để nó ủ ấm á. Đi qua đây rồi. Ồ cái da cổ sao nó thòng xuống dữ vậy ta? Con nói da con mất to mà vẫn chưa được, còn nó cứ đi. Đi. Đi, con nào? Đây nè. À bên đây con khỉ đột. Con giả nhân. Con này là con giả nhân. Giống người á. Giống người quan giả, người giả nhân á. Đây nè. Đây nè. Nó đang gãi đó đó. Đang gãi. Đây nè, qua đây mới thấy nè. Đứa chó anh hai nè, chó anh hai nè. Giống người. Thử chỉ là y chang người luôn. Giả nhân. Mỏi chân đúng không? Bên đó thôi, bên này không có. Đâu con cái con nghĩ là con nào? Bên này phải không Khang? Bên nào? Con lại ghế ngồi nè, tìm ghế ngồi. Con ngồi ghế đi. Ghế kìa, ngồi đi, đó, ngồi ghế đó. Rồi, anh hai coi đi.